đây là nhà nuôi thủy sản của người dân huyện Cần Giờ, và những chiếc phao nổi kia nó có tác dụng như một chiếc phao để mà cố định các lồng bè nuôi thủy sản và cảnh báo cho mọi người biết là khu vực này để mà nuôi thủy sản của người dân, để thuyền bè không phải đi vào bên khu vực bên trong. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang ở trên đảo Thành An, và xung quanh mình đó là sẽ là những chiếc thuyền để đưa du khách đến với đảo Thành An của huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mình cùng các bạn đi khám phá cuộc sống trên đảo Thành An. Và các bạn nhớ like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Sau khi các bạn mà còn đây là đi xuống phà cư, xong đa phần nhà thì ở sẽ đây chủ các bạn sẽ đi vào 4. Phía trước vì đó là cái khu vực cũng vào trưa nên mọi người của biên giới trưa rồi. May mắn thay, hôm nay mình lại gặp một đám cưới. Phía trước đó là một cái rạp đám cưới vì đã tránh hết phần và đường, đây là cái khu vực của biển các tàu thuyền đường neo đậu để biển mà đánh cá. Phía trước mặt chính là đền thần xã Thành An. Đến với đảo Thành An có lẽ bờ đê chính là hiện tại mình đang đi trên nhất. Một con chính đê vì một bên là rừng, được làm bằng bê tông tràn ngập đá mặn, một bên là một và nó sẽ biển bao quanh cái hòn đảo Thành nên An này, tập trung khá nhiều người đến để phía chụp ảnh bên, làm kỷ niệm. Sau lưng mình đây là cái những cái cây rừng tràm nước mặn được trồng để mà ngăn, như các bạn thấy tạo thành rừng. Biển hôm nay có màu trong xanh. Còn nếu như các bạn mà đi vào mùa mưa thì nước biển sẽ có màu đục hơn do cái lượng nước phù sa của các dòng sông đổ ra biển. Phía trước có lẽ là một ngôi trường. Tại những nơi nguy hiểm thì chính quyền địa phương đã cắm những biển báo nguy hiểm để mọi người biết mà tránh. Còn đây là trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Thành An. Ngôi trường được xây dựng khá khang trang, có 3 tầng dành cho học sinh cấp 2 và cấp 3 học chung. Con đường mình đang đi có lẽ là trục đường chính dẫn từ điểm bắt đầu đến điểm cuối cùng của đảo. Còn hình ảnh các bạn thấy ngôi nhà phía trước màu xanh đó chính là cái trạm y tế đảo Thành An. Khi các bạn đến đây thì cảm nhận của các bạn sẽ giống như một vùng quê nông thôn yên bình. Đây chính là trụ sở ban chỉ huy quân sự xã đảo Thành An. Và khi các bạn đến với phía đảo trước trụ sở và có nhu cầu ở lại hoa thì ở nơi đây cũng có dịch vụ đẹp cho khách qua đêm trên đảo. Sau khi đi dạo quanh đảo
Tuy là đảo nhỏ nhưng mọi người dân ở đây cũng có thể đi xe máy để tiết kiệm thời gian di chuyển. Đảo Thành An của mình. Và đây là quán mình dừng chân, trông cũng khá là ok. Và mình gọi một cái lẩu hải sản 350k. Mới đầu mình nghĩ là ít, nhưng khi đem ra trông cũng khá là nhiều. Hải sản bao gồm cá, mực, tôm, ốc, ba gói mì ăn liền, rau các loại. Nói chung là hai người ăn không hết. Còn đây là menu quán. Ngay tại vị trí này là một công viên có các dụng cụ thể dục thể thao để cho mọi người dân có thể sử dụng. Người dân trên đảo Thành An sẽ dùng những chiếc lưu với sức chứa khoảng 4-50 lít nước để mà chứa nước sinh hoạt. Và ở trên đảo cái hệ thống thông tin liên lạc, điện, đường, trường, trạm cũng khá là đầy đủ. Và như các bạn thấy là ở đây có một cái cột sóng của hệ thống viễn thông Viettel. Có bán các loại thiết cao, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Còn đây là một cửa hàng tạp hóa. Thì hôm nay thì mình có bán cũng đầy đủ cho may mắn các nhu yếu phẩm. Có thể bắt kịp khá là nhiều đám cưới. Còn đây là trường mình mầm non Thành An. Đám cưới của người dân được dựng khá lên. Khá là khang trang. Trường học có 3 tầng. Ở mỗi nhà dân sẽ có vài cái lưu như thế này, nó được dùng để chứa nước sinh hoạt hàng ngày. Ở đây còn có cả trung tâm văn hóa thể thao xã Thành An. Còn bây giờ mình cùng các bạn đi đến điểm cuối cùng của cái đảo để xem cái đảo này nó dài bao nhiêu km. Mời các bạn đón xem nhé. Như vậy theo ước tính của mình thì chiều dài của ở trên đảo này nó chỉ có khoảng 2 km, một con đường sắp xỉ 2 km, đường chính nó rất là ngắn, các bạn đi hết đi cái đảo này một nếu như còn một con đường nữa là đi qua quanh đảo, đi qua bờ đê nhờ người đảo và họ sẽ chở bạn bằng xe máy và các bạn sẽ phải đây là đường chi phí nhất cuối cùng. Và bây giờ điểm cuối cùng cùng của cái đảo Thành An, hoạt động của người con dân đường đảo, trục chính cũng như mọi người khi đến tham quan đảo từ đầu những gì nhé. Đảo cho đến cuối đảo. Các bạn xem video nhớ like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Khi các bạn đến với đảo Thành An, ngoài việc hưởng thụ bầu không khí trong lành nơi đây, các bạn còn tận mắt chứng kiến màn long tranh hổ đấu của các chú chó hết sức dễ thương này để tranh giành địa bàn cũng như bạn tình của mình.
phải quay bài vài lần, không cần phải quay thế đâu. Ở đây cũng có các con hẻm để mà thông qua các trục đường chính từ phía trước ra phía bờ kỳ bên bờ đê của mặt biển. Và hãy cùng mình xem một số hình ảnh về cuộc sống của người dân ở trên đảo, cũng như là mọi người làm gì để mà có nguồn thu nhập của mình. Thì đây là những cánh hàng rong không có cái tình trạng các bạn có thể nhìn thấy để mà người ta bán ở vỉa hè giống như ở trong thành phố. Nó đã mất mờ. Và điều đặc biệt là các bạn sẽ không thấy cảnh kẹt xe ở nơi này. Có lẽ một điểm mình khá là thích ở khi đến với đảo Cần Giờ đó là cái dọc bờ biển với bờ đê được xây dựng kiên cố để ngăn nước biển xâm nhập vào bên trong. Và bên cạnh đó cũng có một cái hệ thống cây xanh bằng rừng tràm ngập mặn. Điều này sẽ tạo nên một cái không khí rất là trong lành và tạo nên một điểm khá là hấp dẫn khi mọi người đến đây để mà chụp ảnh. Các bạn nhớ xem và nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chung cuộc sống của người dân ở trên đảo, người ta chủ yếu sống về đánh bắt hải sản, buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ bằng các tiệm tạp hóa, và đặc biệt vào những ngày lễ Tết thì người dân ở trong đất liền đi ra đảo chơi và ăn uống ở đây. Và cũng chính vì thế mà người dân ở đây có thêm nguồn thu nhập. Và đặc biệt là không khí ở trên đảo này rất là trong lành và mát mẻ. Nếu các bạn đi dọc theo bờ biển với bờ hệ thống bờ kè được làm bằng đá xây quanh đảo thì các bạn cũng có thể tạo cho mình một album ảnh làm cái về đồ ăn. Về đồ ăn thì cá nhân mình đánh giá thì rất là rẻ, tùy vào các thực đơn mà các bạn gọi từ có giá từ 150.000 đến 400.000. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.